Mr. Teen Vlog, nghịch cảnh đam mê làm YouTube, dòng đời đưa đẩy đi bán xe. Thôi, xin chào tất cả đại gia đình Mr. Teen đã quay trở lại với kênh Mr. Teen. Thì hôm nay Teen sẽ làm một clip không về xe Honda mà là dòng về dòng xe Suzuki. Nha. Có một bạn nói anh Teen ơi làm dùm em về clip Satria. Thì hôm nay Teen sẽ làm về một clip Satria. Teen mới vừa mở đây một chiếc Satria của một người em của Teen. Đây. À, người có thể thấy nha. Rồi, chiếc Satria này là mới chạy được 4.095 cây số. Vẫn còn mới nha. Và mới mua luôn nha. Teen sẽ review sơ bộ về nó nha. Cùng coi nha. Rồi ok, giờ Teen sẽ mở máy lên cho mọi người coi nha. Đây. 4.094 cây số. Ok. Đối với xe này là đèn trái tự động nha, y chang xe nhập khẩu mà, nó đâu có công tắc đèn. Đèn là đèn LED nha. Giờ mình đề sao ta. Rồi. Kilômét nè, on chain, à xe này sắp tới thời điểm hay nhất nè, nó nói chữ on chain lên nè, các bạn thấy không? Sắp tới thời điểm hay nhất nha. Xe này thì cũng là phun xăng điện tử nha. Ok. Thì đèn thì là đèn LED, chế độ phun xăng điện tử. Thì Teen có hỏi người bạn của Teen, thì nó nói là xe này nếu mà từ số 1 tới số 4 á, là kéo hết ga là có thể lên được 120 km/h nha. Rồi nó chưa bao giờ thử lên tới số 5, số 6 mà kéo hết ga cả. Nó nói là hôm rồi nó xỉn, nó chạy được tới 140 luôn á, tốc độ tuyệt vời. Ha, hiện nay Teen chỉ nghe nó nói thôi nha, chứ thực tế chưa biết. Còn thắng này là thắng đẻ, thắng đẻ ha, thắng đẻ trước sao? Thắng đẻ trước sao ha? À, thắng đẻ trước sao? Dáng xe đẹp chứ, đẹp quá chứ. Đẹp quá. Không, xe này mà nhỏ nhỏ con mà đi xe này là ok. Nhưng mà xe này nó chỉ có khuyết điểm là xe nhập khẩu thì không được bảo hành nha các bạn. Rồi, riêng dòng xe này có một đặc điểm là khi các bạn mua xe này sẽ xe nào cũng bị hết, Teen khẳng định luôn. Là khi các bạn mới mua xe nhập khẩu từ Indo như là Satria nè, mấy xe khác luôn nha, Satria, Vario, Sonic ha, về thì lúc đầu chạy thì cái cổ á nó rất là êm, rất là nhẹ. Nhưng các bạn chạy khoảng 5.000 cây số rồi á, cái cổ nó sẽ bị nặng nha. Các bạn lưu ý giùm Teen, cái cổ nó sẽ bị nặng. Hình như đa số xe nhập khẩu đều bị vậy hết nha. Cái cổ sẽ rất là bị nặng. Nếu phát hiện sớm thì còn chữa trị kịp. Còn nếu phát hiện trễ thì nó hơi nặng tiền. Thì nếu mình phát hiện sớm á thì mình sẽ chỉnh con ốc này. Đây, mình sẽ nới con ốc này ra nha. Rồi tiếp theo đó là nới ốc dưới đây thì cái cổ nó sẽ nặng, nhịp đỡ nặng hơn. Còn nếu mình phát hiện trễ quá là mình phải thay nguyên cái chén đạn cổ luôn, nguyên một cái chén đạn cổ luôn. Các bạn nhớ điều đó liền kìa nha. Ok nha. Rồi, giờ Teen sẽ test chạy chiếc xe này thử cho các bạn coi nha. Mr. Teen. Ok. Rồi, ra sân không? Ba gọi nó có hiểm rồi ơi. Sao mấy công an bắt tại xíu thấy không hiểm. Ok. Ở ra đây à. Ghê. Chắc.
xe này chạy móc á, móc ra. Rồi, thì mới để ra mông nó sẽ quay vòng xe cho các bạn coi nha. Nghe chủ xe nó nói là cái xe này nè, nó có một cái chế độ á, là cảnh báo khi các bạn chạy được 50 km/h, nó có cái đèn chớp trắng trắng này nè để cảnh báo mình á. Thì các bạn nào mà mua xe này thử thôi, nếu mà thấy nhớ comment cho Tiên nha. Rồi thì Tiên vừa rồi cũng là review theo ý muốn của một người bạn trong kênh Mr. Tiên của Tiên nha, một người fan, quay người fan mà là thành viên của gia đình Mr. Tiên nha. Rồi thì cũng như câu nói đó, cho dù bạn ở đâu, nơi nào trên thế giới, các bạn có mua xe Honda hay xài xe Honda hay là bất kỳ cái gì về xe Honda, mà nếu các bạn cần thông tin hoặc là xe khác cũng được nha, thì có đủ khả năng kiếm được tất cả các loại xe về review cho các bạn, không tự tin lắm nha, thì tôi sẽ review cho các bạn nha. Rồi Tiên có một cái câu slogan rất hay, tôi sẽ gửi các bạn: đã xem kênh Mr. Tiên thì không sợ bị lừa đảo khi mua xe, mà đã không sợ bị lừa đảo khi mua xe thì phải coi kênh Mr. Tiên. Nhớ điều đó nha. Thả con tim nữa nè. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Xem clip vừa rồi của Tiên nha. Nếu anh em thích kênh của Tiên thì đầu tiên hãy nhấn đăng ký. Tiếp theo hãy nhấn chuông này, thì khi có clip mới nhất anh em sẽ nhận được ngay. Ngoài ra anh em không biết tìm kênh của Tiên ở đâu thì anh em hãy đánh chữ Mr. Tiên vào tìm kiếm của YouTube, anh em sẽ tìm được kênh của Tiên ngay. Rất mong anh em trên cả nước nói chung và anh em ở tỉnh Long An nói riêng sẽ ủng hộ kênh của Tiên nhé.